Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Sáng ngày 5 tháng 9, cùng với cả nước, 340.000 trẻ em mầm non và học sinh phổ thông của tỉnh Hưng Yên khai giảng năm học mới 2024-2025. Đây là năm học đánh dấu quá trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ hoàn tất chu trình với các lớp cuối cùng của các cấp học. Đồng thời cũng sẽ là năm học đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được tổ chức theo phương án mới đáp ứng yêu cầu của đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, chuẩn bị các điều kiện để triển khai chương trình giáo dục mầm non mới, tăng cường tự chủ đại học theo chiều sâu. Năm học 2024-2025, toàn tỉnh có 405 trên 486 trường được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt gần 82%. Tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2, chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn ngày càng được nâng cao, đội ngũ cán bộ giáo viên được quan tâm đào tạo. Năm học 2024-2025 với chủ đề kỷ cương trách nhiệm đổi mới không ngừng nâng cao chất lượng, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp, đảm bảo về số lượng và nâng cao về chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, tăng cường xã hội hóa giáo dục, cơ sở vật chất, nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục, thực hiện phong trào thi đua, đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập, gắn với các phong trào thi đua do Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh phát động. Nhằm thực hiện hiệu quả các nghị quyết, đề án, chính sách phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2020-2025, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đã ký ban hành chỉ thị yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, thủ trưởng các sở, ban ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố quán triệt chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ trọng tâm năm học 2024-2025 với chủ đề đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, đoàn kết kỷ cương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học ngay từ đầu năm, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục, nâng cao hiệu quả quản trị trường học, ra soát quy hoạch mạng lưới cơ sở và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp, đảm bảo số lượng và nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, sử dụng hiệu quả ngân sách, tăng cường đầu tư cho giáo dục, đồng thời tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất, y tế trường học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, tăng cường công tác thanh kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Các ban sở ngành tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025 đúng yêu cầu đề ra, quan tâm công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học và trang thiết bị dạy học, giải quyết các vấn đề về biên chế, chế độ chính sách, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã và thành phố cụ thể hóa các nhiệm vụ giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành các chương trình, kế hoạch, đồng thời thực hiện thanh kiểm tra, chấn chỉnh, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, đặc biệt là sai phạm về thu chi, dạy thêm, học thêm, vi phạm đạo đức nhà giáo, xử lý nghiêm vi phạm nếu có theo thẩm quyền. Ưu tiên cân đối ngân sách để đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu, đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Mới đây, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành nghị quyết số 465 NQHDNZ quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên áp dụng từ năm học 2023-2024. Theo đó, mức thu học phí lớp nhà trẻ là 63.000 đồng một trẻ một tháng, khu vực nông thôn, khu vực thành phố là 82.000 đồng một trẻ một tháng. Mức thu học phí lớp mẫu giáo là 50.000 đồng một trẻ một tháng, khu vực nông thôn, 70.000 đồng một trẻ một tháng, khu vực thành phố.
Đối với học sinh trung học cơ sở, mức thu là 44.000 đồng một tháng một học sinh khu vực nông thôn và 60.000 đồng một tháng một học sinh khu vực thành phố. Đối với học sinh trung học phổ thông, mức thu là 57.000 đồng một tháng một học sinh khu vực nông thôn và 70.000 đồng một tháng một học sinh khu vực thành phố. Học phí theo hình thức học trực tuyến bằng mức thu học phí học trực tiếp. Tổng thời gian thu học phí phải đảm bảo không vượt quá 9 tháng trên năm học. Trong trường hợp xảy ra thiên tai dịch bệnh, việc thu học phí áp dụng thời gian học thực tế. Chuẩn bị cho năm học mới 2024-2025, thị xã Mỹ Hào đã quan tâm đầu tư xây mới, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường. Năm học 2023-2024, trường tiểu học trung học cơ sở Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào được đầu tư xây dựng mới cấp tiểu học với tổng diện tích gần 10.000 m2, bao gồm các hạng mục nhà lớp học 2 tầng với 42 phòng học, nhà hiệu bộ, khối phụ trợ hành lang, cầu liên kết giữa các khối nhà cùng các hạng mục phụ trợ khác như nhà tập thể thao đa năng, bể bơi, nhà ăn. Công trình có tổng mức đầu tư gần 72 tỷ đồng. Cùng với đó, cấp trung học cơ sở cũng được trang hoàng đầu tư thay áo mới cho các phòng lớp học, dọn dẹp khuôn viên trường lớp xanh sạch đẹp, khang trang với 3 dãy phòng học cùng các phòng chức năng. Đây là điều kiện thuận lợi để nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học. Vài năm trở lại đây thì nhà trường đã được phường Bần Yên Nhân xây dựng cho một khối trường học ở điểm trường trung học cơ sở và các phòng chức năng ở điểm trường tiểu học. Chuẩn bị vào năm học 2024-2025 sắp tới, nhà trường sẽ cố gắng phấn đấu nỗ lực hơn nữa để nâng cao cái chất lượng giáo dục của nhà trường nói riêng và của thị xã Mỹ Hào nói chung ạ. Năm học 2024-2025, thị xã Mỹ Hào có gần 30.000 học sinh theo học ở 3 cấp học. Số học sinh cơ học cũng tăng ở các cấp học, do đó ngay từ khi kết thúc năm học 2023-2024, thị xã và các xã phường đã gấp rút triển khai, nâng cấp tu bổ, xây mới phòng học, phòng chức năng, nhiều khối công trình đã và đang được hoàn thành, đưa vào sử dụng. Nhiều thiết bị phục vụ công tác quản lý và dạy học được trang bị. Cảnh quan các nhà trường được tu sửa ngày càng khang trang, xanh, sạch đẹp và thân thiện. Tỷ lệ phòng học kiên cố cao tầng đạt 97,3%. Đồng thời đảm bảo các điều kiện trường đạt chuẩn quốc gia và trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục, đảm bảo điều kiện dạy và học tốt nhất. Cùng với đó, ngành giáo dục thị xã cũng thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn giúp cán bộ giáo viên tiếp cận kiến thức mới, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ giảng dạy. Chuẩn bị cho năm học mới 2024-2025, phòng giáo dục đào tạo thị xã đã tham mưu Ủy ban Nhân dân thị xã sắp xếp bố trí đội ngũ giáo viên, đảm bảo về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, quan tâm bố trí đủ giáo viên dạy các môn học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 và cũng chỉ đạo các đơn vị nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cho phù hợp với đội ngũ giáo viên, điều kiện cơ sở vật chất thiết bị dạy học để từ đó các thầy giáo, cô giáo của các đơn vị nhà trường có định hướng trong công tác tổ chức kế hoạch dạy học. Để nâng cao chất lượng hiệu quả ngành giáo dục, năm học 2023-2024, thị xã Mỹ Hào đã tiến hành sáp nhập 16 trường, gồm 2 cấp tiểu học và trung học cơ sở, về còn 8 trường tiểu học và trung học cơ sở. Trong đó, đầu năm 2024, tiến hành sáp nhập 12 trường thành 6 trường, qua đó góp phần tinh giản bộ máy, tạo môi trường dạy và học tích cực, tạo điều kiện để giáo viên phát huy năng lực trí tuệ, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Bên cạnh đó, thị xã cũng cùng với các xã phường tiến hành đầu tư xây mới 30 phòng học và các phòng chức năng cùng các công trình phụ trợ với tổng kinh phí gần 50 tỷ đồng. Cùng với đó, các nhà trường cũng huy động từ nguồn xã hội hóa mua sắm máy tính, máy chiếu, xây dựng thư viện xanh, đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất cho việc dạy và học. Cho biết về việc quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các trường tại địa phương đón năm học mới 2024-2025. Chuẩn bị bước vào năm học mới, thì Ủy ban Nhân dân xã đã tổ chức đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất và đầu tư mua sắm trang thiết bị đồ dùng học tập để phục vụ tốt cho công tác giảng dạy của ba nhà trường. Bây giờ là đang đầu tư một cái dãy 3 tầng, 15 phòng lớp học với mức tổng đầu tư là 19 tỷ để cho phục vụ cho trường trung học cơ sở, đảm bảo về cái việc giảng dạy năm học mới được thành công. Thị ủy, hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thị xã tập trung lãnh đạo chỉ đạo về công tác giáo dục, tăng cường các cái cơ sở vật chất cũng như huy động các nguồn lực
để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như trang thiết bị dạy học để đảm bảo cái công tác giảng dạy cũng như học tập ở các nhà trường. Công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2024-2025 được ngành giáo dục và các địa phương của thị xã Mỹ Hào thực hiện tương đối bài bản. Các nhà trường, giáo viên và các em học sinh cũng đang chuẩn bị tâm thế tốt nhất, sẵn sàng bước vào năm học mới.